Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với quý khách những sản phẩm cũng như là những dịch vụ của Kỳ Lân Luxury về trầm hương. Thì hiện tại Kỳ Lân có rất nhiều trầm hương sưu tầm rất đẹp, và mỗi cái có mỗi cái phong cách riêng, và mỗi cái có mỗi ý nghĩa riêng, mỗi cái có mỗi phong thủy riêng. Và hôm nay ngẫu hứng thôi, một clip này ngẫu hứng, đang ngồi xong trầm thì ngẫu hứng nên quay clip để giới thiệu quý khách rõ hơn về những sản phẩm trầm hương của Kỳ Lân Luxury. Đây là cách chơi xông trầm của Kỳ Lân Luxury. Thay vì mình chơi những cái lọ xông bằng điện cũng nhiệt độ, thì Kỳ Lân muốn có một cái thú vui riêng, đó là những cái cúp như thế này. Và mình sẽ có một loại đá chuyên dụng để mà xông trầm, đốt trầm. Và cái này cũng rất thú vị, khi mà chúng ta trà đạo với nhau, ngồi bàn việc với nhau, cần thời gian để ngồi tâm sự, trò chuyện, trao đổi công việc, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp này để xông trầm cũng rất hợp lý và tuyệt vời. Đó là xông trầm bằng cái cúp này. Kỳ Lân chỉ việc là bỏ cái miếng trầm lên đây và nó sẽ tự xông. Nhân tiện thì đang xông trầm, thưởng thức mùi hương của trầm, thì Kỳ Lân tiện tay giới thiệu luôn là Kỳ Lân đang chuyên trầm cảnh. Trầm cảnh tức là quý khách có nhu cầu về mua trầm hương về chân cảnh ở tại nhà của chúng ta, nơi sang trọng của chúng ta, những chỗ nào thích hợp thì quý khách hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Và hiện tại tại phòng khách của showroom Kỳ Lân Luxury có nguyên một phòng trầm để mà triển lãm cho quý khách đến tham quan. Quý khách có thể thoải mái chọn lựa theo ý mình, hoặc là quý khách muốn đặt hàng những cái trầm theo ý của quý khách thì Kỳ Lân luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ để mà đồng hành với khách về trầm hương. Và như quý khách đã biết thì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Vì vậy tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu cung cấp phục vụ của khách hàng đều theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân. Và đây là một cái trầm núi rừng. Thì đối với trầm hương cũng vậy, Kỳ Lân làm chuyên về những sản phẩm cao cấp rồi thì chắc chắn là Kỳ Lân sẽ chọn phân khúc là hàng núi rừng. Tất cả sản phẩm về trầm hương, kể cả trầm đốt, trầm cảnh, Kỳ Lân chỉ chọn một phân khúc thôi, là trầm núi rừng. Và đây là một cái từ thiên nhiên núi rừng và có hình dạng chiếc thuyền. Này theo phong thủy người ta có thể gọi là thuận bờm xuôi gió. Và trong cái hoạt cảnh mà nếu chúng ta mà trưng bày một cái trầm mà có hình là kiểu chiếc thuyền thể hiện sự thuận bờm xuôi gió này thì rất là may mắn. Và như quý khách đã biết là từ thời ông bà ta, từ thời vua chúa luôn đến bây giờ, không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà rất nhiều người thành đạt, rất nhiều người giàu có chọn trầm để mà chơi, để mà trưng bày cảnh hoặc là xông trầm. Bởi vì nó có một cái tính tâm linh, mà tâm linh thì mình không thể giải thích được ở đây, thì Lân cũng không giải thích được, và quý khách đang xem video này bất kể ai cũng không thể giải thích được về tâm linh. Cho nên là không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà được nhiều người từ thời xa xưa, và nó là một cái môn chơi tốn tiền. Và những cái sản phẩm mà trầm thiên nhiên núi rừng thì giá trị rất là cao. Và chính vì tâm linh, phong thủy tốt và đem lại cho chúng ta những cái điều tích cực, cho nên là được từ xưa đến nay và kể cả bây giờ và sau này mãi mãi, chắc chắn rằng sẽ được nhiều nhiều hơn nữa người thích thú và sưu tầm trầm hương cảnh cũng như là xông. Đối với những gì theo tiêu chí Luxury của Kỳ Lân Luxury, không phải là sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao không, những gì cao cấp nhất, những gì đẳng cấp nhất, mà cách chơi còn thú vị nhất nữa, cách chơi cũng độc lạ nhất nữa. Đã đẳng cấp thì phải khác biệt, đã sang trọng thì phải đỉnh cao. Viên thang này thì dùng rất là lâu, mình có thể trở đi trở lại rất nhiều lần. Rồi, cũng như là mỗi cái thì có một cái phong thủy riêng. Này là trầm hành cánh bươm.
những sản phẩm kỹ năng đang cung cấp là những cái gì đặc biệt nhất, ví dụ như trầm cảnh, trầm sông, trồng đeo, tất cả kỹ năng kiểu chơi trầm núi rừng. Và đây là những cái vòng trầm. Quý khách muốn bao nhiêu hạt, to hay nhỏ, kích thước như thế nào, kỹ năng đều có sẵn để đáp ứng quý khách. Quý khách chỉ việc đến showroom và lựa chọn mà thôi. Đây, kỹ năng sẽ thay trầm vào cho khách xem. Rất là thơm. Hình dáng giống như là chiếc thuyền. Và đây là tự nhiên và thiên nhiên hoàn toàn. Thường thì trầm người ta cũng có thể là ghép nữa, ghép để ra hình cảnh theo ý muốn nữa, nhưng mà Kỳ Lăng không có chơi trầm cảnh ghép. Tất cả những gì Kỳ Lăng đang sử dụng, sản phẩm của Kỳ Lăng cũng như là dịch vụ của Kỳ Lăng đều là tiêu chí luxury. Vì vậy trầm nó phải là thiên nhiên và nguyên thủy, từ thiên nhiên tự nhiên, chứ không có chơi trầm ghép, và cũng không có chơi trầm khoan, và cũng không có chơi trầm men vi sinh. Tất cả là thiên nhiên tự nhiên và thiên nhiên núi rừng. Đây là hình cánh bướm. Đây, ủ rất là phê luôn. Những kiểu dáng cực kỳ độc, những cái dáng cực kỳ hay. Và Kỳ Lăng làm đế nó bằng trầm luôn. Không những là phần thân là bằng trầm, mà phần đế Kỳ Lăng cũng làm bằng trầm luôn. Và tuy nhiên và chắc chắn là phần đế thì mình chỉ chọn những loại trầm, ít trầm thôi. Chứ phần đế thì không nên chọn trầm, cái loại trầm nhiều trầm, bởi vì nó sẽ phí. Mà mình tập trung vào cái hoàn cảnh và chủ đạo là ở đây. Đây cũng vậy, đế này cũng đế là đế từ trầm, nhưng mà cái đế này hình thành có ít trầm. Và mình chỉ chọn làm sao để cái phần chính diện của mình, phần chính của mình, phần cái chính nhất của mình, đó là trầm và đẹp nhất. Nhìn màu sắc là biết. Đây, Kỳ Lăng sẽ soi. Cái máy này rất là tiện lợi nha. Đây, Kỳ Lăng sẽ cho khách xem những cái tia dầu. Đây, những cái tia dầu hoàn toàn là thiên nhiên. Máy này soi dữ lắm. Soi thêm đi. Đây, chỉ có những gì thiên nhiên nhất, tự nhiên nhất, những cái sớ thịt gỗ tự nhiên nhất thì nó mới có những tia dầu tự nhiên nhất như thế này. Đó, đến với Kỳ Lăng không phải là quý khách mà được nghe từ Kỳ Lăng nói không, mà Kỳ Lăng phải chứng minh. Tại vì tất cả đều phải có cơ sở thì mới yên tâm tuyệt đối. Bởi vì khi chúng ta mua một sản phẩm để chúng ta dùng, chúng ta mua một sản phẩm để chúng ta biếu tặng, đặc biệt là sản phẩm phong thủy. Phong thủy để gì? Để cho nó tốt cho bản thân mình, tốt cho gia đình mình, tốt cho những cái điều tốt trong cuộc sống đối với bản thân chúng ta, thì chúng ta mới tìm đến phong thủy và muốn thay đổi cho nó trở nên tích cực hơn. Thì tại sao phải mua loại những phải loại trầm không đủ chất lượng hoặc là chưa đủ tiêu chuẩn? Và khi tặng cho một người nào đó, một người thân nào đó, đối tác nào đó, một người mình yêu quý nào đó, mà mình mua phải trầm không đúng theo cái tiêu chí mình mua, hoặc là bị trầm giả, hoặc là trầm bị nhúng dầu, nấm dầu, trầm non, trầm khoang, trầm men vi sinh. Thực ra trầm khoang và trầm men vi sinh nó vẫn ok, nhưng mà giá trị nó thấp hơn trầm thiên nhiên núi rừng. Thì khi chúng ta mua là chúng ta phải mua đúng giá trị thật của chúng ta. Có nghĩa là mình mua trầm nào là mình chủ đích mua trầm đó và đúng trầm đó. Ví dụ như chúng ta đi mua và được quảng bá là trầm núi rừng, mà khi nhận lại trầm khoan, trầm men vi sinh, thì biết một người nào đó rất là mất lòng. Đôi khi người nhận được, họ rành được, họ biết được, và họ không nói lại với người tặng. Họ bảo là không nói là sao em mua cho anh tặng anh cái loại gì kỳ vậy, họ sẽ không nói. Và cái người tặng á cứ nghĩ rằng là ôi tôi đã tặng một cái món đồ giá trị cho người đó, người yêu thân yêu đó, nên người ta cứ mình nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng mà người kia nhận được nói lại là ôi sao ông này, nó trong lòng không nói ra, tại sao cái ông này là tặng mình cái đồ giả vậy, chơi kỳ cục vậy. Thành ra là hai người có một cái khoảng cách trong lòng mà không hề hay biết. Cái điều đó cực kỳ tồi tệ luôn. Nên Kỳ Lăng biết được điều đó, và Kỳ Lăng không bao giờ để tình trạng xảy ra cho khách hàng của mình khi mua sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury.
Bởi vì những cái gì Kỳ Lăng làm, những cái gì là Kỳ Lăng chứng kiến, những cái gì mà Kỳ Lăng thấy nhược điểm từ ngoài xã hội kia, khi Kỳ Lăng vận hành và cung cấp sản phẩm cũng như dịch vụ của mình, Kỳ Lăng sẽ biến những cái nhược điểm mà Kỳ Lăng thấy ngoài đó thành ưu điểm của mình. Và sau thêm một vài cái nữa cho các xem. Đây là những cái tia dầu tự nhiên hoàn toàn. Nếu như mà họ tẩm dầu thêm thì nó sẽ bị cháy đen rất đều, nhiều mà nó không đều, chỗ nhiều chỗ ít, nó loạn soạn lắm. Nói chung là nhìn là biết ngay. Đây là những tia dầu hoàn toàn tự nhiên từ dưới lên, hoàn toàn thiên nhiên và tự nhiên. Và tất cả sản phẩm Kỳ Lăng Luxury cung cấp, Kỳ Lăng sẽ trực tiếp và có đội ngũ chuyên nghiệp nhất của mình phân tích, giám định rất là kỹ mới đưa vào showroom của mình và mới bàn giao cho khách hàng. Cho nên quý khách hãy yên tâm tuyệt đối ở Kỳ Lăng Luxury. Tiếp tục, đụng vô cái nào là mình sẽ phân tích cái đó, giám định cái đó hết. Đây là những tia dầu ăn sâu vào trong cái xác thịt gỗ này, đó, hoàn toàn là tự nhiên, thiên nhiên. Bởi vì những cây gỗ, cụ thể là cây gió bầu đi, thì những cái sớ gỗ và những tia dầu nó hoàn toàn là tự nhiên mà không bao giờ mình làm được. Cho dù mình nhân tạo cái nào, mình xử lý cái nào thì nó không thể nào mình đi sâu vào những cái kẽ như là đồ thiên nhiên được. Đó, những cái tia dầu hoàn toàn là thiên nhiên. Còn nếu như chúng ta làm màu, làm mùi, tạo dầu thì nó sẽ là bám bề mặt ngoài thôi, chứ nó không có ăn sâu bằng như những cái tia dầu. Bởi vì những cái sớ gỗ nó đi sâu vào bên trong. Còn nếu chúng ta mà nhân tạo ở ngoài thì nó chỉ là một lớp bề ngoài thôi. Và nó sẽ bị, nó bị loang, nó không có đều. Đơn giản vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Đối với Kỳ Lăng thì những cái gì Kỳ Lăng làm, Kỳ Lăng nghiên cứu cực kỳ chuyên sâu và cực kỳ chuyên nghiệp. Và có cụ thể bằng những cái thiết bị để hỗ trợ cho khách phân biệt và so sánh, để khách khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ, sử dụng sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury, khách sẽ tự tin. Bởi vì khi mình mua một sản phẩm, mình bỏ tiền ra mình mua thì mình phải biết được nó là như thế nào, chứ không thể mình nghe một chiều từ người bán được. Mình phải chính mình hiểu được nó và mình chắc chắn về nó và mình tự tin khẳng định nó luôn. Đó là tiêu chí của Kỳ Lăng khi cung cấp dịch vụ cũng như sản phẩm cho khách hàng. Và hãy đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury, lên phòng khách của Kỳ Lăng nhé, để chọn cho mình những sản phẩm trầm hương thiên nhiên, trầm hương núi rừng. Kỳ Lăng nhấn mạnh lại là trầm hương thiên nhiên núi rừng, và được sưu tầm trưng bày rất đẹp tại phòng khách của Kỳ Lăng Luxury. Một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm theo dõi, và Kỳ Lăng hy vọng là sẽ giao lưu với tất cả khách hàng và theo phương châm, theo tiêu chí là Luxury Kỳ Lăng, là những cái gì cao cấp nhất, những cái gì sang trọng nhất, những cái gì đẳng cấp đỉnh cao nhất, Kỳ Lăng sẽ phục vụ cho tất cả khách hàng. Một lần nữa Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn các khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip này. Kỳ Lăng chúc các khách tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và luôn luôn thành công. Và hãy đến với showroom Kỳ Lăng Luxury và có thể online với Kỳ Lăng qua hotline cũng như Zalo 0901 247 247, và đừng quên subscribe kênh YouTube, đừng quên like theo dõi fanpage này để mà cập nhật nhiều video hấp dẫn bổ ích như ngày hôm nay nữa nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.